Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa phát đi thông báo chính thức về thông tin trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan công an bắt vào 18 giờ ngày 18 tháng 1. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ, khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội. Trước đó vào chiều tối ngày 18 tháng 1, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan công an bắt vào 18 giờ cùng ngày. Thông tin trên đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những ngày này tại Hà Nội thì nhiều loại hoa đã được bày bán để phục vụ khách tham quan và mua sắm. Song nhiều tiểu thương đang rất lo lắng khi thị trường tiêu thụ ảm đạm, mặc dù là giá bán thấp hơn so với mọi năm. Tại các vườn đào ở Nhật Tân, nhiều chủ vườn đã tuốt xong lá, vun gốc, tưới nước để cây đào ra hoa đúng dịp Tết. Dù thời tiết khá thuận lợi, song ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người dân chi tiêu tiết kiệm kéo theo sức mua giảm sút. Sức mua của dân thì năm nay là nó vẫn trầm. Thứ nhất, thứ hai là mình đã phải giảm giá là 10-15%. Đấy, còn những cây đào bích này thì nói thật là giá nó không thay đổi mấy đâu. Giá nó vẫn như năm ngoái thôi. Nhưng mà vì năm nay là dịch thì mình có thể là chia sẻ với khách một chút. Mà tính ra như cứ 1 triệu thì mình phải giảm mất độ 100-150 nghìn. Còn tại chợ hoa Quảng An, đa dạng các loại hoa như mận, lê, cúc hay tuyết mai cũng được bày bán. Tuy nhiên lượng khách mua hàng vẫn còn thưa thớt. Sức mua là nó so với mọi năm là giảm đi nhiều. Chắc là do đại dịch Covid thì. Nhưng là năm nay là bán là không chạy đâm ra hàng vẫn chưa xuống được hết. Mới xuống được một ít rồi. Tại vì thường thường thì nhà mình rất thích là đào quất cho trang trí cho ngày Tết. Mình đã lựa chọn được một cành đào và đấy nó cũng khá ưng ý. Đào hôm năm nay là hoa rất là đẹp. Hiện nhiều chủ vườn đào và các cửa hàng bán cây cảnh đã đẩy mạnh sang hình thức bán hàng trực tuyến. Khách hàng không phải tới tận nơi để lựa chọn. Chỉ cần đưa ra yêu cầu, người bán sẽ chụp ảnh gửi qua Zalo, Facebook, sau đó giao hàng tận nơi nhằm thu hút khách hàng cũng như thích ứng với tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, hoa đào là loài hoa đặc trưng những ngày Tết đến xuân về ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người dân ở Tây Nguyên đã ươm và trồng thành công loài hoa này trên vùng đất đại ngàn đầy nắng và gió để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Đây là vườn hoa đào của gia đình anh Đào Xuân Khâm ở xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 10 năm trước, anh Khâm nhờ người quen gửi vào cành đào Nhật Tân để trồng và chăm sóc. Một thời gian sau, cây đào sinh trưởng và phát triển tốt, nở ra nhiều hoa và rất đẹp. Từ đó, gia đình anh quyết định đưa giống đào xứ Bắc vào trồng trên đất Buôn Đôn. Vườn đào của gia đình anh Khâm đều có độ tuổi từ 3 năm trở lên, có cây đã đến 16-17 năm tuổi. Tùy vào từng gốc cây to, nhỏ, dáng thế khác nhau mà giá bán dao động từ 2-3 triệu đồng, thậm chí từ 8-9 triệu đồng một cây. Năm nay, anh khá lo lắng vì dịch COVID-19 tác động đến sức tiêu thụ của người dân. Do vậy, anh vẫn hy vọng cây đào vẫn được tiêu thụ mạnh vì mỗi năm chỉ có một mùa xuân.